Tạ Minh Tâm, hôn nhân kính tiếng là nghệ sĩ hiếm hoi được Oisei Ngọc Mai mời đám cưới trong quá khứ. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm sinh ngày 13 tháng 9 năm 1960 tại Long Xuyên, An Giang. Anh là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc opera, nhạc cách mạng. Đồng thời, anh cũng tham gia đóng phim và làm người dẫn trò chơi truyền hình Chung Sức của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Con đường đến với âm nhạc của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Với những lời khen, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm chính là biểu tượng của dòng nhạc truyền thống cách mạng. Anh đã từng bộc bạch: "Trước đây tôi có nghĩ mình sẽ làm ca sĩ đâu, ca hát chỉ là sở thích. Vậy rồi tôi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến." Lời khen của khán giả chính là dành tặng cho sự cố gắng đầu tư miệt mài của tôi cho ca hát. Khi chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi, ông chỉ chăm chú vào đèn sách, ấp ủ giấc mơ trở thành phi công để được tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng sau khi cuộc kháng chiến thành công, đất nước thống nhất cũng là lúc ông gắn bó với những hoạt động âm nhạc, đặc biệt là nhạc cách mạng. Anh từng trải lòng, những ngày mới giải phóng, phong trào ca hát sôi nổi khắp nơi, không khí sinh hoạt làm việc ngày ấy có gì đó thật đặc biệt. Hầu như địa phương nào cũng có các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt ca hát, nhất là hát các ca khúc cách mạng. Có lẽ sự nghiệp ca hát của anh chính thức bắt đầu khi anh đạt giải tại những phong trào ca hát đó. Càng tham gia, anh càng bị cuốn hút và đắm chìm vào tình yêu âm nhạc. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm được biết đến và giành được nhiều sự mến mộ của công chúng qua dòng nhạc cách mạng. Sau hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát và từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về lĩnh vực âm nhạc. Cúp vàng nghệ thuật quốc tế tại Bình Nhưỡng, giọng ca vàng ASEAN, giải nhất đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc được nhà nước trao danh hiệu cao quý nghệ sĩ ưu tú năm 2000 và được coi là một trong những giọng tenor, giọng nam cao hàng đầu của Việt Nam hiện nay, sáng đẹp đi sâu vào lòng người. Anh từng chia sẻ, anh vốn được đào tạo kỹ thuật ca hát cổ điển thế giới, nhưng từ lâu anh đã yêu mến và thể hiện những ca khúc truyền thống cách mạng từ lúc vào nghề cho đến nay. Dù con đường rộng mở, ông có thể là một nghệ sĩ hát nhạc cổ điển quốc tế để tên tuổi bay xa hơn. Dù bận biểu với công tác giảng dạy và quản lý tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh đã lựa chọn dành tình yêu thủy chung cho những ca khúc cách mạng. Anh áp dụng vốn kiến thức và kỹ thuật ca hát cổ điển cho dòng nhạc cách mạng truyền thống để tạo nên sự khác biệt cho phần biểu diễn. Anh chia sẻ rằng anh mang ơn những ca khúc cách mạng hơn bao giờ hết bởi anh may mắn là một trong số người hiếm hoi trực tiếp chứng kiến thời kỳ sôi động, hào hùng trong hoàn cảnh ra đời của những ca khúc ấy. Đặc biệt, Tạ Minh Tâm đã từng chia sẻ ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày vô cùng ý nghĩa với cuộc đời anh bởi đất nước thống nhất. Anh mới có cơ hội được nghe nhiều giọng ca thính phòng nổi tiếng như Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, Trần Khánh, nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Từ đó, Tạ Minh Tâm tập hát theo các ca khúc cách mạng. Do đó, ông cảm nhận sâu sắc hơn hết hồn cốt dân tộc Việt ẩn chứa trong ca từ và muốn đưa những ca khúc này đến nhiều thế hệ. Bên cạnh các ca khúc cách mạng, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Lưu Trắng, Ngoại Tình, Những Ngôi Sao Biển, Nghề Báo, Bên Kia Sông. Bộ phim tư liệu 7 lần chạm nói về Tạ Minh Tâm đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Phim Bên Kia Sông do Tạ Minh Tâm đóng vai chính đã đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2018. Ngoài sự nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm được gây chú ý với hôn nhân cùng bà xã Bạch Vân. Thời còn là sinh viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm thường được nhận xét là anh chàng đẹp trai, tài giỏi, hào hoa. Mỗi lần ra đường đều có người hâm mộ theo đuổi. Thế nhưng ít ai biết rằng chính nam nghệ sĩ mới là người lo mất bạn gái vì nửa kia của ông. Nghệ sĩ Bạch Vân rất xinh đẹp và là diễn viên kịch nói đầy triển vọng. Tôi và vợ quen nhau lúc còn là sinh viên, đạp xe cọc cạch cùng nhau đi ăn chè ăn kem. Cô học sân khấu còn tôi học âm nhạc, cả hai ở cùng ký túc xá. Chúng tôi đồng hành với nhau từ thuở cơ hàng và đến nay đã 40 năm rồi. Chặng đường dài gần bằng con đường ca hát của tôi, cho nên cô ấy là một phần không thể thiếu được đối với cuộc đời tôi. Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm bộc bạch trong chương trình Lời Tự Sự. Nói về thời gian đầu kết hôn, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm cho biết, chính bà xã Bạch Vân chọn lui về phía sau làm hậu phương vững chắc để ông tiếp tục ca hát hoạt động nghệ thuật. Lựa chọn này một phần là vợ tự nguyện, một phần là do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn. Những năm 1980, hai vợ chồng chung nhau một chiếc xe đạp, chồng hát vợ diễn kịch. Mỗi lần nghệ sĩ liên hệ show diễn là phải gặp trực tiếp, chứ không có điện thoại di động để gọi như bây giờ, nên buộc phải có một người ở nhà chăm sóc gia đình và lo cho con cái. Giọng ca gốc Long Xuyên luôn cảm kích trước sự hy sinh lớn lao của vợ cho gia đình. Lúc đó chúng tôi có một cháu gái rồi nên rất khó khăn. Lúc sắm được mỗi người một chiếc xe máy thì cô mất lửa, cũng không còn nhiệt tình với nghề nghiệp mà cảm thấy công việc chăm sóc chồng để đi chiến đấu như thế là niềm hạnh phúc. Sự nghiệp biểu diễn của vợ tôi là một nỗi niềm, là một sự hy sinh rất lớn để gia đình tôi, bản thân tôi có được ngày hôm nay, nam nghệ sĩ trả lòng. Thời gian này, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm bất ngờ vướng vào ồn ào hôn nhân của Oisei Ngọc Mai. Cụ thể, loạt ảnh được cho là khoảnh khắc đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai bị rò rỉ đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Thông tin chưa xác thực này khiến khán giả yêu mến Ngọc Mai vô cùng bất ngờ, bởi trước đó công chúng chỉ biết đến mối quan hệ vợ chồng giữa nữ ca sĩ và nghệ sĩ ưu tú quốc nghiệp. Cụ thể, cô dâu trong ảnh đám cưới được cho là Ngọc Mai khi sở hữu ngoại hình vóc dáng cùng tên gọi với nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng nhận ra sự có mặt của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy tại tiệc cưới.
Không lâu sau khi loạt ảnh cưới bị lan truyền, nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm đã lên tiếng xác nhận với Zin.vn việc từng tham dự đám cưới ca sĩ Ngọc Mai. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm cho biết, ông là một trong những khách mời tham dự lễ cưới của Ngọc Mai. Lễ cưới diễn ra cách đây khoảng 10 năm ở một nhà hàng. Vì buổi lễ diễn ra đã quá lâu nên tôi không thể nhớ rõ chi tiết cũng như thời gian, địa điểm cụ thể. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm nói với Zin.